Vụ phát hiện thi thể nam giới trong nhà hàng Vua Chả Cá ở Hà Nội, xác định nguyên nhân sơ bộ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, qua khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết tại hiện trường, công an cho rằng người đàn ông không qua khỏi trong nhà hàng Vua Chả Cá là do bị ngã. Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam giới trong nhà hàng Vua Chả Cá ở Hà Nội tối 9 tháng 8, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ. Theo đó, nạn nhân được xác định là nhân viên bảo vệ nhà hàng Vua Chả Cá ở số 9 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Qua khám nghiệm, thu thập các dấu vết tại hiện trường, công an cho rằng người đàn ông này đã không qua khỏi do bị ngã. Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra thêm, ông Hoàn nói. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng khẳng định cái chết của nhân viên bảo vệ này không liên quan đến dịch bệnh. Trong khi đó, chỉ huy đội điều tra tổng hợp công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị nhận định vụ việc chưa có dấu hiệu của án mạng. Như đã đưa tin về sự việc trước đó vào sáng ngày 9 tháng 8, sau khi phát hiện thi thể người tại nhà hàng Vua Chả Cá trên phố Lý Thường Kiệt, lực lượng y tế cũng được huy động để phun khử khuẩn khu vực trên. Được biết, giai đoạn này, nhà hàng Vua Chả Cá đang đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.